nước mắm Color Man, đậm đà hương vị truyền thống. Dạ, kính chào quý vị khán giả. Kính chào bà con cô bác. Dạ, hôm nay là ngày 30 tháng 6, ngày cuối cùng của tháng 6. Ai chà chà. Rồi, hôm nay lại tiếp tục hành trình những gói mì không địa chỉ. Đấy đã luôn. Cuối tháng 6 rồi bà con ơi, tình hình này không biết tới bao giờ. Cứ ngày nào cũng nhật ký Covid kiểu này chắc. Không biết tính, không biết nói sao luôn bà con cô bác ơi. Dạ đây, mì chua cây và mì hải sản nha. Đó, đây là hai cái loại mì mặn của Color Man nè. Đó, bà con cô bác thấy rồi hen. Đó, rất bà con cô bác đã yêu quý cái này rồi thì bây giờ mới ngày hôm qua thôi. Dạ, ngày hôm qua mới về thêm 100 thùng mì chay nữa bà con cô bác thân mến. Dạ, hôm qua về thêm 100 thùng mì chay nữa. Dạ, mới về 100 thùng mì chay, hôm qua mình bán cái vèo hết luôn. Dạ, bán cái vèo mà bán được tới 150 thùng lận. Dạ, đang còn thiếu bà con 50 thùng, cho nên là bà con cô bác nào mà nhận trễ bà con cô bác cũng đừng giận Color Man nha. Dạ. Rồi. Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán mì gói. Bữa là xin lỗi, anh chỉ là chú bé bán gà. Hôm nay xin lỗi, anh chỉ là chú bé bán mì. Rồi, lại tiếp tục. Dạ, nay 4 thùng. 4 thùng là 120 gói, mình làm chia làm 12 phần mình đi. Dạ. Giờ ngày nào cũng vậy hết đó. À, nhưng mà có hôm thì vui vui thì mình quay, còn có hôm thì mình lưu sơ bu quá thì chạy đi làm cho lẹ thôi. Dạ. Với lại cũng có những hôm thì cũng kẹt công chuyện ở công ty không có đi được. Dạ rồi, cứ như vậy cái đây đó mì hải sản là con đèn ngon rồi. Dạ. Rồi bà con bác thân mến, đó mì hải sản. Rồi cứ 5 gói mì hải sản, 5 gói mì chua cây. Dạ, cứ vậy thôi mà mỗi lần giao được một phần 10 gói gì cho bà con. Hôm bữa trước đi thấy xúc động quá. Thấy bà con, những bà con của bác cơ nhở, không có công ăn chuyện làm rồi cũng cũng không có cơm nước ăn rồi. Thấy mình giao cái thấy bà con cô bác xúc động quá trời luôn, là mình cũng xúc động. Dạ, cũng có rất nhiều mạnh thường quân ở các nơi ha, ở nước ngoài, đặc biệt ở nước ngoài có, trong nước có, cũng có liên hệ với Color Man, xong rồi kêu Color Man là đây gửi tiền cho Color Man đi làm. Dạ, ngày hôm qua có một anh gửi tới 40 thùng. Thì cái này thì hôm bữa mình cũng có nói với bà con của bác, và bà con của bác thông cảm giùm, tại vì thật sự Color Man cũng thật sự mình cũng rất là nhiều công việc luôn, nói vậy thôi chứ. Dạ, bây giờ làm này cho nó đỡ trống vắng, đỡ buồn, chứ còn trên thực tế là vẫn còn rất nhiều công việc. Dạ, giờ đang lo nhất là cái sản xuất chương trình đó bà con. Mùa này là không có quay được chương trình mới nè, thành ra giờ đang rất là sợ luôn, bị bể sóng luôn á, lo lắm. Mấy cái chương trình bây giờ đâu có ghi hình được đâu, rồi phim cũng không ghi hình được luôn đó. Thì cho nên là tình hình tới đây là cái bánh mì ông màu cũng đang lo là phải gián đoạn đó, để mà kiếm một cái chương trình nào đó mà quay rất là đơn, một cái dàn sitcom nào đó mà quay rất là đơn giản để phát sóng đó. Chứ không thì lủng sóng thì chết luôn. Dạ. Còn không thì chắc là buộc phải phát lại một số cái series cũ. Dạ, chứ giờ không biết cách nào luôn. Dạ, cũng nan giải lắm luôn. Đó, cho nên là cũng đau đầu lắm bà con của bác ơi. Đó. À, mình nghĩ là cái mùa này là các nhà sản xuất phim nè,
rồi các nhà sản xuất nội dung nè là cũng bi đát lắm luôn, không có quay được là coi như là ảnh hưởng hết, rồi đội ngũ rồi nhân sự không biết làm sao luôn, mà phim mình thì cũng chẳng đó. Colorman cũng như công ty của mình cũng không có ngoại lệ đó. Cũng may là có thêm ba cái mua bán online rồi bán livestream rồi thực phẩm ba mấy cái này mình làm từ hồi đầu năm trước, thành ra hôm nay giờ còn có cái để làm rồi xong rồi để huy động anh em làm, chứ không thì thật sự luôn cũng không biết tính, không biết tính làm sao luôn á. Dạ. Hôm nay cái ông phụ của tôi ông đâu mất tiêu rồi. Ủa chưa thấy chú Sơn tới hả ta? Nay sao chú Sơn làm như chú Sơn biết hôm nay đi giao hàng, chú Sơn tới trễ không tới luôn thì sao á? Hoặc là canh cho mình làm xong mình gói xong rồi cái mới chứ anh mới tới quá. Anh đi giao mới hai bữa nắng quá cho anh trốn luôn rồi. Thôi không có, mình tự làm. Ô trời, hay vậy. Rồi nhắc tiền nhắc bạc đỡ quá ha. Rồi tiếp tục. Bụng cũ sặn lại. Đây. Bụng cũ sặn lại. Dạ. Rất tiếc là hôm nay là hết cái mới có về có 100 thùng mì chay, vị rong biển và nấm đông cô. Mà hôm qua mình mà bán livestream may mắn quá, được bà con ủng hộ nhiều quá, cho nên là hôm nay không có cái đó để gom vô đây để đi tặng cho bà con. Dạ. Là cũng nhiều khi mì chay thì cũng có người ăn được, có người không ăn được, cho nên là thôi mình vẫn ưu tiên là làm 10 gói mặn đi ha, vừa chua cay vừa hải sản. Dạ. Dạ cái này cũng vui lắm nè bà con cô bác, mình nghĩ bà con cô bác mà muốn là đi làm thiện nguyện thì cũng vui nè, bà con cô bác đi mua mì. Dạ. Bà con cô bác mua cho Colorman thì càng tốt, còn không thì bà con cô bác cứ mua đại mì của các cái hãng khác cũng được, xong rồi cứ mình làm cứ một túi vậy, cứ một túi mua 10 gói. Dạ 10 gói ăn cũng được 3 ngày đúng không bà con. Dạ. Rồi xong cái mình chạy mình thấy dọc đường có ai đó mình cứ tặng. Dạ. Còn bà con nào thích tặng cái khác thì ví dụ nước như gạo được cũng được. Dạ ngày đi chừng giúp cho chừng 5 người là cũng vui rồi. Nên bà con bác cũng thông cảm, nhưng mà tại con mình cũng đó như là có chia sẻ bà con là thực sự là không đủ thời gian. Dạ bà con cô bác rồi cũng nói nhờ Colorman giờ đưa tiền cho Colorman mua giùm rồi xong rồi Colorman tự đi luôn. Dạ quý lắm. Dạ cũng muốn lắm nhưng mà sợ không có chu toàn được nên thôi đành phải từ chối một số bà con cô bác nha. Dạ. Chỉ có ngoại trừ một số trường hợp mà bà con cô bác mua xong bà con bác nói thôi Colorman cứ giao cho mấy bạn nhỏ đi. Colorman không cần đi mà cũng không cần quay đâu thì dạ như vậy thì đỡ. Chứ còn mà quay mà cho đủ hết thí dụ như là 40 thùng. Rồi hôm qua có người còn mua luôn cả 100 thùng nữa, 100 thùng mà mình đi chắc là mình. Dạ cũng không có còn phải làm nhiều việc nữa đó, nên bà con bác thông cảm nha. Dạ. Dạ. Dạ cuộc đời có vậy là vui rồi, một cái túi bự này là 5. Rồi hai anh em sẽ chạy tiếp. Hôm nay chắc chạy luôn ké luôn, có cái miêu nào đi luôn ké luôn một lần. Chưa có bill nào hả? Có bill gà, bill cơm tấm gì tôi đi luôn nè. Trên đường đi rồi sẵn ghé luôn, tặng luôn, giao cơm luôn. Rồi, một cái túi lớn như là 5 rồi, ok, xong. À, còn quên, cũng xin kính thưa bà con, cô bác cũng thông qua cái livestream này cũng xin được kính báo với bà con, cô bác một số thông tin bán hàng. Dạ. Yeah. Đầu tiên là cái mì chay của Colorman mới vừa ra thì một gói như là 8.000. Dạ. Một thùng là 30 gói là 240.000, nhưng mà mình bán một thùng thì 220.000 thôi nha bà con. Dạ. Rồi.
Cái đó là cái thông báo thứ nhất. Cái thông báo thứ hai thì cũng xin thưa bà con cô bác, đây bà con bác có thể thấy bao bì rồi đúng không? Đó, những cái bao bì của sản phẩm của Colorman rất là đẹp. Chính vì vậy cho nên là các những cái đơn vị sản xuất là hợp tác với Colorman, cho chính là đơn đó là công ty mì Colosa Miliket. Đó, các bà con cũng không xa lạ gì với cái thương hiệu này, tại vì Colosa Miliket là rất là nổi tiếng. Đó, thì đang là đối tác sản xuất các cái mì gói của Colorman theo cái công thức mà Colorman bên đội ngũ nghiên cứu mình đưa ra. Đó, thì mới vừa nhận được cái thông báo của họ cách đây khoảng tuần lễ là tình hình là nguyên liệu nè, rồi vật liệu nè, nó đang leo thang. Đó, trong cái thời điểm này thì đó, các thực phẩm rồi tất cả mọi thứ đều tăng giá hết. Cho nên là bây giờ là họ ngay cả cái giá vô giá mà mình đặt hàng cũng tăng luôn. Dạ, mấy bữa nay cũng cân nhắc lắm rồi, nhưng mà hôm nay chắc cũng xin thưa bà con cô bác là xin phép bà con cô bác là cho phép và tiếp tục ủng hộ cho Colorman là một cái riêng cái mì chua cây và mì hải sản này á, trước là 6.000 gói, cho phép mình được nhích lên 500 đồng thôi ạ. À, là 6.500 nha bà con. 6.500 một gói, như vậy tính ra một thùng là 195.000 30 gói, và một thùng bà con mua một thùng thì mình xin phép giảm xuống là còn 175.000. Có nghĩa là giá cũ là một gói 6.000, một thùng là 160.000. Đó, thì bây giờ giá mới là một gói là 6.500, dạ, nhích lên 500 đồng thôi ạ. Thì một thùng là 175.000, tức là một thùng tăng lên thêm 15.000. Dạ. Dạ, cũng biết là trong cái thời điểm này mà mọi thứ mà cứ leo thang như mà có tăng giá lên là cũng lo, cũng ủa sao dư ra vậy? Sao quanh tới 6 gói dữ vậy? À đúng rồi đó, anh sáu em sáu hả? Đúng rồi. Ủa 1 2 3 4 à, 12 lần, đúng rồi, 3 à, rồi ok, xin lỗi lo nói không quên luôn. Dạ, mỗi túi 6 gói chứ không phải 5 gói, 120 gói lần, xin lỗi bà con. Dạ, dạ. Rồi, bà con cũng rất mong bà con cô bác là mình hôm nay cũng xin thông báo bà con bác là có hai cái sản phẩm mà Solomon bắt buộc phải nhích lên một chút xíu, chứ còn không thì sẽ là thì không đủ chi phí. Là cái thứ nhất là cái mì gói chua cây và hải sản, mỗi gói nhích lên 500 đồng và một thùng là nhích lên 15.000, từ 160 đến 175.000. Còn một cái sản phẩm nữa là cái nước mắm 10 độ đạm, dạ 24.000, thì xin được phép nhích lên đúng 1.000 đồng thôi, là 25.000 thôi. Dạ. Đó. Dạ, mong bà con cô bác yêu thương và tiếp tục ủng hộ dùm các sản phẩm của Colorman nha. Mình thật sự rất là đắn đo, cân nhắc lắm, mặc dù lên có 500 đồng thôi, nhưng mà với 1.000 đồng thôi, nhưng mà phải suy nghĩ lắm. Tại vì với những bà con mà lao động mà khó khăn thì dạ, một chút xíu thôi là cũng là đã cả vấn đề. Dạ. Còn bây giờ thì Colorman sẽ đi giao. Dạ, mong bà con cô bác nha. Rồi, hôm nay sẽ đi chậm vòng tiếp tục hành trình. Cột lại chỉ kỹ vậy? Rồi, cột lại lát sau mở. Lát tiếp tế sau hả? Rồi, ok. Yeah, let's go. Ôi, hôm nay là ngày 30 tháng 6, thời tiết có vẻ hơi ẩm đạm đó bà con cô bác ơi. Mình nghĩ là hôm nay là chắc là chiều nay trời có mưa quá. Sáng có nghe nói là có vẻ như chiều nay trời sẽ mưa. Thôi kìa, xách đi tranh thủ đi vòng. Go. Thôi cứ thuận đường nào chạy đường đó nha, xui nha. Tiến về Sài Gòn. Không thì đi đi đường gì ta? Hay đi Nguyễn Thị Thập đi.
Đi Nguyễn Thị Thập ra đi, hay mình đi qua miệt Bình Chánh chơi. Thôi cứ chạy đi, chạy đi. Đi thẳng đại đường Quỳnh Tân Phát đây rồi. Coi như ở đâu có đó tùy duyên đi. Như vậy là mình đã trải qua được 31 ngày rồi đó bà con. Covid mùa thứ tư này đã trải qua 31 ngày rồi. Ở trong cái tình trạng là phải nó giãn cách đó. 31 ngày rồi mà chưa biết là tới bao giờ mới kết thúc. Bà ơi, để bà 10 gói mì nha. Dạ bà. Dạ bà ăn đỡ đói qua ngày nha. Dạ. Dạ. Dạ thưa bà con, cô bác, là công việc của ngày hôm nay cũng không có gì nhiều hết đó. Dạ, dạ buổi sáng với trưa là đi, nãy mới đi giao cơm về rồi, đi giao cơm rồi à, về cái giờ làm cái này. Dạ đi giao mì không địa chỉ. Rồi xong rồi lát trưa nữa về thì chắc mua món gà về review cho mấy đứa bên mấy đứa đệ tử nó đang bán gà, nó mới khởi nghiệp bán gà. Nó nhờ anh ơi anh review giùm em để cho tụi em bán hàng cho đỡ. Dạ, đó buổi sáng nay là vậy. Còn chiều nay thì chắc cũng không biết làm gì, chắc là đọc sách, xong đọc sách xong rồi đi, xong rồi chạy bộ, chạy xe, đạp xe đạp với hai đứa nhỏ. Dạ. Rồi tối rồi coi TV rồi ngủ vậy thôi. Dạ. Thiệt sự là chưa có thời gian nào mà mình rảnh giống như cái thời gian này luôn á, thì có cố gắng làm đủ thứ mà vẫn không có thể nào lấp ra khoảng thời gian trống được đó bà con cô bác. Ở đây là đường Quỳnh Tấn Phát nè, còn cái đường nhỏ này là đường gì nè, chắc mình quẹo mấy cái đường nhỏ chứ. Chắc có nhiều người hơn á. Dạ vậy chứ chạy riểu riểu về mà nó cái tinh thần nó sảng khoái bà con. Dạ. Rồi cũng góp phần san sẻ một chút xíu. Miễn khi đói bằng gói khi no, nên là cũng nó cũng cảm thấy cái lòng nó thanh thản được tí. Rồi cũng sẵn nhân tiện ngó luôn coi có cái mặt bằng nào ổn để chuẩn bị mà hết dịch rồi mở tiếp cửa hàng Phúc Mạc. Còn 11 túi nữa mới có tặng được một túi thôi à. Rồi đây thôi giúp cho chú này luôn đi, nó tội nghiệp quá này. Đây. Dạ rồi, con đợi chú 10 cái mì nha. Dạ chú nay nhiêu tuổi chú? 70 không? 77 tuổi. Mà giờ này còn đạp xe được cái đó hả? Dạ rồi, con cái đâu chú? Thấy chú chở cái cân thấy thương quá vậy. Dạ rồi thôi con đi nha chú. Ồ đây là cầu Phú Xuân 2 hay gọi là cầu Bình Khánh. Trời ơi mình chưa bao giờ đi qua cái miệt này luôn á.
Đây không cảnh đẹp, trời ơi, tao không nhận Sài Gòn mình tính ra rộng lắm, đẹp lắm nha bà con. Và mấy khu này mà mình nghĩ mấy cái building mà mọc lên ngay bên bờ sông là đẹp vô cùng luôn. Đây, đây là chợ dân dây hết trơn rồi nè. Đó, toàn bộ khu chợ ở đây là coi như dân dây hết. Ồ, mình đã từ quận 7 đã đi qua bên thị trấn Nhà Bè, là khu vực là Nhà Bè. Mình là thị trấn nha, chứ không phải là huyện Nhà Bè hả? Thị trấn là như thủ phủ ha, quận Nhà Bè. Ồ, qua đây có đầu đông lúc trở lại rồi. Trời, bắt đầu mưa lất phất rồi. Này là gọi là chương trình là City Tour. Mì gói Colorman City Tour. Đây là những cái đường mà rất là lạ lẫm luôn. Chưa từng nghe luôn, đường Huỳnh Thị Đồng. À, đây rồi, có một cô đang quét vệ sinh, đứng xa xa để người ta khỏi ngại. Cô ơi, gửi cô mấy gói mì nè cô. Nha. Dạ, 10 gói nha, ăn đỡ nghe. Rồi. Dạ. Dạ đỡ quá. Dạ, sao chị? Vô những cái khu dân cư mà chưa bao giờ đi luôn. Không biết đường ra luôn. Ồ, trong đây bán nhà bán đất quá trời luôn. Rồi đó, bà con cô bác nào ai dư tiền vô đây mua đất nè, đất quê ta mênh mông. Ê cô ơi, con dạ gửi cô 10 gói mì nha. Dạ. Cô ơi, chị ơi, đây. Con gửi cho tặng chị 10 gói mì ăn đỡ nghe. Dạ. Cô quê chị ở đâu vậy? Dạ. Ở đâu à? Thanh Hóa hả? Ôi, năm nay chị nhiêu tuổi? 60, từ Thanh Hóa vô đây lập nghiệp rồi. Dạ. Dạ. Thôi em chào chị nha. Dạ. Ồ, đây là đường Hoàng Quốc Việt nè, cũng có nhiều căn hộ lắm nè. À, đi vô hang cùng ngõ hẻm.
15.000 một cái. Anh ơi, anh tặng anh thôi mấy cái mì ăn đỡ nha. Trời, đi bán mấy quần tà lõn vậy hả? Còn cái để hả? Ở vậy hả? Nhưng mà quê ở đâu? Quê ở đâu? Sa Đéc mà lên đây hả? Vậy hả? Vợ con lên đây luôn hay không mình anh? Vậy không có được. Có dạ. Rồi bán cái quần toàn quần tà lõn không thấy thương không mà con. Thôi ráng ha. Em chào nha. Rồi ok. Tiếp tục. Yeah. Những năm tháng không thể nào quên nha bà con. Cô ơi gửi cho, dạ gửi biếu cô mì gói, dạ mì gói mì. Trời ơi, sao cô giác nặng vậy không chứ? Không có cái xe chạy hả cô? Không, đi lượn thôi, làm rồi lượn rồi bán. Năm nay 60 chưa? Năm mấy rồi. Năm mấy giờ? Không có con cái gì hả trời? Dạ, thôi cô ơi, chào cô nha, dạ. Bây giờ sau khi đi một vòng Nhà Bè, bây giờ mình quay về quận 7, đây là đường Nguyễn Thị Thập. Tại vì những cái đường mà nó vắng vắng khuất khuất thì rất là ít người. Bà ơi, con gửi bà mì gói. Bà nuôi bệnh ở đây hả? Dạ, con gửi bà 10 cái mì nha. Dạ. Bà đang nhiêu tuổi bà? 78. Bà nuôi bệnh hả? Nuôi con hay nuôi cháu vậy? Dạ, dạ, dạ. 78 tuổi. Rồi toàn người già không mà bà con bác ơi. Dạ, trước mắt của Goldman có một cái xe ba bánh. Không biết anh chở cái gì để mình lên mình coi thử anh chở cái gì. Dễ thương quá. Trời ơi, các loại bánh luôn hả? Nguyên xe tạp hóa bánh hả? Đây, gửi chị 10 gói mì nha. Quê chị đâu vậy? Hả? Hà Nội hả? Bán bánh từ lúc nào mà hôm nay quá trời bánh vậy? Nhìn cái xe bánh dễ thương dễ đợi luôn dạ. Bà con quán thấy không? Rồi. Bánh 10.000. Mọi người khổ không kiểu bà con ơi. Đừng suy nghĩ. Suy nghĩ làm sao mình. Nó vừa bơm giá xe mà vừa. Dạ. Gửi anh 10 mấy gói mì anh. Dạ.
Dạ rồi, nó đi được 10 suất rồi, còn 2 suất nữa bà con ơi. Dạ nói thiệt là nhìn thấy ai cũng khổ hết, dạ, mỗi người khổ một kiểu. Cho nên là nếu mà đánh giá làm sao thì nó khó khăn vô cùng. Ôi trời. Dạ đây gửi biếu cho mọi người mì nha. Dạ. Rồi chào cô. Chú ơi, gửi chú mấy gói mì nha chú. Cảm ơn. Dạ. Hôm nay chú nhiêu tuổi mà chú còn ngoài ra ngoài đường vậy? Vừa bơm xe vừa bán vé số. Nay chú 70 chưa? Chưa. Dạ chú. Dạ. Sáu mấy mà nhìn như bảy mấy hả? Dạ. Dạ dạ. Dạ. Chú bị thần kinh tọa hả? Dạ dạ. Dạ. Nhà chú gần đây không hay là quê chú ở đâu quê lên? Dạ tôi trong không có, ở trong nghĩa trang. Ở trong nghĩa trang hả? Ồ. Ở trong nghĩa trang là chú cứ trải chiếu chú ngủ ở dưới vậy thôi hả? Chú ân mình luôn. Không có vợ con gì luôn. Dạ. Rồi 2001 là 20 năm ở nghĩa trang, ở trong sống nghĩa trang. Dạ. Dạ. Thôi con chào chú nha. Dạ chào chú. Dạ. Rồi xong, sứ mệnh đi về. Rồi hôm nay hai ông già, hai ông bạn già và phóng niên đã xong được 12 phần mì, 22 suất. Bà con bác cũng chắc vừa nghe cái câu chuyện của chú đó, gần 70, sống ở nghĩa trang đó 20 năm. Rồi từ năm 2001 tới giờ. Thì anh thưa bà con cô bác là thật sự mặc dù những cái phần quà này nó không có là bao nhiêu hết á, nó chỉ có 60 ngàn. Dạ 10 gói mì có 60 ngàn thôi, nhưng mà mình cảm thấy là các bà con cô bác mà nhận được những cái phần quà đó thật sự họ rất là trân trọng và xúc động. Dạ. Cuộc sống đôi lúc nó có nhiều cái nó phi lý như vậy á. Dạ. Mấy người họ lao động bằng mọi giá, họ không xin xỏ để họ cố gắng họ ra đường họ lao động, họ mưu sinh qua ngày, và họ vẫn trân quý từng một cái gói mì, từng một cái món thực phẩm chỉ có vài ngàn đồng. Lại ngọt, lại xanh. Mình nghĩ rằng đây là cũng là một cái điều mà các bạn trẻ cũng nên suy nghĩ, thật sự là một cái điều đáng để chúng ta suy gẫm, đúng không quý vị các bạn? Dạ, hôm nay là nhật ký COVID. À, mùa thứ tư, ngày hôm nay là ngày 30 tháng 6, ngày cuối cùng của tháng 6 năm 2021, và cũng chỉ mong cho mọi thứ sớm sớm qua đi để chúng ta trở lại cuộc sống bình thường. Dạ. Mới đó ngó qua ngó lại thấm thoát là đã nửa năm rồi. Dạ nửa năm tới đây rồi cũng biết làm sao rồi, cái Tết này không biết bà con bác mình sao đó, có mình có đi ra đường thì mỗi một mảnh đời, mỗi một người là một cái mảnh đời, mỗi số phận nó. Dạ. Không biết làm sao để giúp cho hết. Dạ. À, cảm ơn bà con cô bác đã theo dõi video này. Dạ. Rồi ngày mai là ngày 1 tháng 7 thì hy vọng là một ngày mới, đầu một tháng mới sẽ khởi đầu với những cái điều mới mẻ. Dạ. Xin chào tạm biệt tất cả quý bà con cô bác. Cảm ơn bà quý bà con cô bác luôn luôn yêu thương ủng hộ Colormen nhé. Dạ. Xin chào tạm biệt. Nước mắm Colormen đậm đà hương vị truyền thống.